Chào mừng các bạn và các khán giả đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thơm biết phương châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay kênh Vũ Thơm xin chia sẻ với các bạn là điền thông tin và ký tên lên file PDF bằng điện thoại. Nếu chúng ta không có máy tính thì việc ký tên bằng điện thoại được thực hiện như thế nào? Xin mời các bạn xem clip chia sẻ sau đây. Từ màn hình điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng CH Play. Rồi trong mục tìm kiếm, các bạn sẽ nhấn vào là Adobe Feel and Sight và chúng ta tiến hành cài đặt như trên màn hình. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn nhấn vào chữ mở và đây chính là giao diện của Adobe Feel and Sight. Chúng ta nhấn chữ tiếp tục. Rồi dẫn đến các bạn một giao diện tiếp theo, thì các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản là Google, hoặc chúng ta đăng ký bằng tài khoản Facebook, hoặc là chúng ta đăng ký bằng tài khoản Apple. Nếu chúng ta không đăng ký thì thôi, chúng ta sẽ đóng lại. Rồi, sẽ dẫn đến cho ta các bạn một cái giao diện của Adobe Feel. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng này để chúng ta thêm một cái file PDF mà chúng ta cần điền thông tin. Đó, hoặc là một cái hình ảnh ở trên một thư viện điện thoại của chúng ta, hoặc là một hình ảnh bất kỳ. Đó. Ở đây mình ví dụ ta cho các bạn là một cái file PDF có sẵn ở trên cái chương trình này. Đó, đây là một cái mẫu PDF hoặc là file ảnh bất kỳ được. Tới được các bạn. Rồi, đây là ví dụ là một cái file PDF mà chúng ta cần điền thông tin. Thì các bạn sẽ cần điền thông tin như là tên nè, rồi họ và tên nè. Đó, ví dụ chúng ta nhấn vào thì khi mà nhấn vào thì xuất hiện cái dấu là A lớn và A nhỏ. A lớn là để tăng kích thước, còn A nhỏ là giảm kích thước. Rồi chúng ta sẽ nhập tên vào từ bàn phím, nhấp vào. Nó xuất hiện cái khung, chúng ta chỉ cần nhấp vào thôi. Ví dụ đầu chúng ta nên đặt cái tên này. Đó là tên mình là Nguyễn Thế Vũ thì đặt tên là Nguyễn Thế Vũ. Nguyễn Thế thôi. Rồi. Rồi cái tên chúng ta có thể là nhấn A lớn A nhỏ để tăng giảm và chữ Vũ. Rồi chúng ta có thể di chuyển chúng ta nhấn giữ và di chuyển cái tên mình đến cái vị trí mà chúng ta cần cần điền thông tin. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhấn giữ nè. Đó và chúng ta có thể di chuyển. Rồi, chúng ta cần điền thông tin tiếp theo đó là địa chỉ nhà, hoặc là địa chỉ nhà và số điện thoại và cái địa chỉ email của mình. Thì các bạn nhấp vào cái chỗ mà chúng ta cần điền thôi. Nó nhấp vào, xuất hiện là một cái khung. Rồi chúng ta cứ tiếp tục nhập thông tin thôi. Ví dụ là địa chỉ nhà mình đó là Ô Môn, Cần Thơ. Đó. Và cảm thấy nếu mà chữ nó lớn quá thì chúng ta nhấn vào chữ A nhỏ này để chúng ta giảm, hoặc A lớn để chúng ta tăng kích thước lên. Đó. Ví dụ như đây, mình thấy nó lớn quá thì chúng ta có thể là nhấn vào chữ là A nhỏ này. Đó, cái chữ A nhỏ này. Đó, chúng ta di chuyển đến cái chỗ mà chúng ta cần truyền thông tin vào. Đấy, cái chữ A nhỏ cho nó, hoặc là A lớn để cho nó tăng kích cỡ của cái cỡ chữ mình lên. Rồi, tiếp tục chúng ta nhập cái số điện thoại. Đó, số điện thoại của mình là 0903354758. Đó. Rồi, tương tự chúng ta sẽ nhập những thông tin khác như là địa chỉ email. Nếu cảm thấy là chữ lớn quá chúng ta nhấn chúng ta di chuyển nha, ta di chuyển. Rồi, nhỏ lại hoặc là lớn lên để cho nó phù hợp với cái phông chữ gốc của file PDF. Đó. Đó, ta di chuyển nha, rồi lớn lên. Rồi, chúng ta cũng điền địa chỉ Gmail vào. Đó, đây là những cái thông tin mà chúng ta cần điền lên một cái file PDF hoặc là một mẫu đơn hoặc là cái file mà bạn bè chúng ta muốn gửi để mà chúng ta cần điền vào, hay là cái mẫu bất kỳ nào đó. Rồi chúng ta nhấn vào. Rồi, thì đó là những điền thông tin. Còn ví dụ chúng ta gặp một cái phiếu tham khảo ý kiến, phiếu khảo sát thì chúng ta sẽ như thế nào? Ví dụ chúng ta cần đánh dấu tích vào thì sao? Thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì ví dụ trên chúng ta sẽ có một cái chỗ là điền dấu tích vào thì sao? Chúng ta nhấp vào cái dấu tích đó, nhấp vào cái ô mà cần điền dấu tích. Đó. Thì mặc định đó là dấu chéo. Chúng ta thay đổi bằng cách là gì? Ta có thể đổi dấu chéo đó bằng dấu tích, bằng cách nhấn vào dấu ba chấm nè. Đó, chúng ta đổi thành dấu tích. Đó. Ở phía dưới cũng tương tự như vậy. Chúng ta có thể đổi bằng cách nhấn vào là dấu ba chấm. Đó. Rồi chúng ta sẽ chọn cái dấu chéo hoặc là dấu tròn để mà chúng ta đánh vào dấu tích này. Rồi. Rồi đó là rất là đơn giản để chúng ta thực hiện cái phiếu khảo sát hoặc điền thông tin gì đó. Rồi, cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ điền vào cái chữ ký. Đây là bước quan trọng đây, chúng ta cần điền vào cái chữ ký. Rồi chúng ta nhấp vào cái dấu mũi tên, cái khi viết nè, nhấn vào chữ size. Đó, cái dòng đầu tiên, và chúng ta sẽ dùng cái tay chúng ta sẽ ký vào, hoặc là dùng cái bút
viết trên màn hình đó, chúng ta sẽ ký vào cái chữ ký của chúng ta. Đây chúng ta sử dụng chữ ký mẫu này. Đó. Rồi sau khi dấu xong rồi chúng ta nhấn chữ Done là hoàn thành. Rồi, chúng ta sẽ trở lại file PDF của mình và chúng ta nhấn vào cái cây viết phía trên. Đó, cái cây viết và chúng ta sẽ chọn cái chữ ký mới vừa ký xong. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển cái chữ ký đến chỗ mà chúng ta cần ký và có dấu mỗi tên chúng ta có thể tăng kích thước hoặc là giảm kích thước cho nó phù hợp với cái file PDF của chúng ta. Rồi thế là xong. Đó. Rồi chúng ta có thể điền ngày chữ ký của chúng ta vào theo cái mẫu mà cái mẫu có sẵn như vậy. Ví dụ mình nói bữa hôm nay là ngày 12 tháng 3 thì chúng ta sẽ điền vào. Đó. 12/03/2022. Đó, chúng ta điền vào. Rồi thì cũng không thể di chuyển này đến vị trí này cho thích hợp. Rồi. Thế là xong, chúng ta đã điền đầy đủ thông tin rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gì đây? Chúng ta sẽ chia sẻ cái file PDF này đến bạn bè của chúng ta, người mà chúng ta cần gửi đó, bằng cách nhấn vào dấu ba chấm nè, như chỗ dưới xe nè. Và chúng ta có thể là nó du lưu dưới dạng là PDF các bạn, mặc định là PDF. Rồi, chúng ta có thể gửi qua Zalo hoặc là gửi qua Gmail. Ví dụ mình gửi qua Zalo nè, nhấn dựng vào cái Zalo. Đó, và đến cái Zalo mình bạn bè mình muốn gửi. Đó, nhấp vào cái Zalo của người đó, ví dụ đây là mình nhấp vào Nguyễn Thế Vũ nè. Rồi, mình nhấn vào chữ gửi thôi. Rồi, thế là xong. Vậy thì chúng ta muốn xem lại thì chúng ta nhấn vào chữ Zalo đó và chúng ta xem lại. Vô đây, nhấn vào. Đó. Rồi, chúng ta cũng là xem lại. Đó, ta xem lại cái đơn giản này nữa. Để cái file mình mới vừa tạo xong nè. Có đồng thông tin, dấu chip và có cái tên luôn nè. Rất là đơn giản. Rất là nhanh chóng. Nếu chúng ta không có máy tính thì chúng ta làm điện thoại vẫn được. Rồi, bây giờ chúng ta có thể gửi qua Gmail bằng cách là thêm vào Drive nè. Hoặc là chúng ta gửi bằng Gmail, chúng ta nhấn vào là gửi tiệp nè. Gửi tiệp và chúng ta sẽ nhấn vào chữ Gmail để chúng ta chia sẻ qua Gmail cho bạn bè của chúng ta. Rồi chúng ta điền Gmail của bạn bè và những người chia sẻ là xong. Rồi, rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.